Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với ô tô VinFast. Đằng sau lưng em đây là một con Trang Long Hải Âu M3 hai chân. Con này thì có những gì thì mọi người đi theo em, đằng sau sẽ giới thiệu sơ lược về cho mọi người. Về sơ bộ thì con xe này đặc trưng nhất của nó chính là chiếc cầu. Cầu số san được nhập từ Hàn Quốc. Độ dài của nó dài nhất ra là 5 khúc, được 15,5 m. Ở độ dài 2 m thì nó nâng được 7 tấn và ở phía xa nhất thì là được 700 kg. Con cầu này về mâm xoay nó thì được xoay 360 độ. Về thùng này thì độ dài của nó được là 7,4 m. Bản lề và tôm khóa bựng thì được làm từ inox 304 nguyên chất, rất chi là đẹp và chắc chắn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Mọi người có nhu cầu xem xe liên hệ em nha. Thông tin chi tiết em để dưới phần mô tả.